Rồi hello, xin chào cô chú anh chị đã đến kênh chăn nuôi bánh trai ha. Hôm nay lên hang bò được lỡ của chú anh chị. Hang bò này tầm 11 tháng bò chú anh chị, con siêu với con kem ha. Bò này thì đang lúc lớn bò chú anh chị, đang lúc phát ha. Giờ mình đây nuôi chừng mấy tháng nữa rồi ra chuồng được luôn á. Tại người ta gạt tiền cho mùa dịch này nên người ta mới bán nha chú anh chị. Giờ mời cô chú xem nội dung thấy chắc ăn nghĩ mua liên hệ cho em. Đó, hình ảnh hang bò là cô chú anh chị thấy không? Cực kỳ ha, bự bò hết. Con này thì tại nó dai, nó hơi hở chú chị, con siêu này dai hơi hở ha. Đây nè, da trước hơi hở, chú đứng hơi hở ha. Đó, đứng nó hở như vậy nè cô chú chị. Đây. Đó, cực kỳ không. Con qua con kem trắng nè. Đó, hai con này là dai đít nở nang hết trơn lực bò ha. Lứa bò cỡ 11 tháng bò anh chủ nhà nuôi tới đây, tại anh đã kẹt công chuyện kẹt tiền á bán ha. Đây lưng nè, coi lưng dai đe tần chú vậy thấy không, lưng nữa không, kem nè cực kỳ đít nè, phù hết trơn nè, chân cẳng là hoàn thiện, không có bú bắp xe xuống lúng xuống đục gì hết. Hai bò này thì chiều cao dao động là 1m17-18 bò của chú anh chị, nó lùn mà nhưng mà bề ngang nó dữ dằn luôn nè. Đây nè thấy không, cực kỳ không, đe bò ha. Bò này chích ngừa hết trơn là cô chú anh chị không sợ ha. Đó, đây con siêu này hay dở thằng này bằng cái lưng cái dây nè, dây tướng hơi hở ha chú anh chị, dây nó hơi bung hơi cong đó, mà không sao, mình nuôi thịt mà ha. Hai bò này là thịt 100 cái thịt ngoài được chú anh chị bán rồi, anh chú nhà bán giá là 54 triệu hai con này ha. Có bán hai bò nuôi này cũng bằng bò thịt thật chú anh chị. Đó thì còn mong cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha. Cực kỳ không? Đít nè, hai con bừa lứa nhà có 54 triệu à. Đó. Đây nè, hai con là phát thân không? Cực kỳ luôn. Hai bò này thì cô chú chị mua trong vòng đây tới Tết là la chuồng được luôn đó chú anh chị. Đó. Chân cẳng là bình thường hết, tại con kia dai nó hơi hở một chút thôi chú anh chị. Mình nuôi lấy thịt nè ha. Đây, con này con siêu đỏ. Đây, dai hơi hở vậy cô chú anh chị. Ha, dai hơi hở vậy nè. Đó, nhưng mà hai con này đặt bò thịt dữ lắm cô chú anh chị. Hai này là có 100 ký thịt ngoài, 100 ký, 110 mấy ký hết trơn chú anh chị. Đó thì mong cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em cái hang bò được lỡ này ha. Hang này chân cẳng này thấy không? Nè ăn kem nè, đít nè, dai nè. Cực kỳ luôn. Đít phù đó anh cô chú anh chị. Thấy không? Có dai nữa nè. Hai con dai nở đâu thấy không? Đây. Đó. Lưng dai hai con này nổi nang hết trơn cô chú anh chị. Thôi mong cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha. Giờ em xin kết thúc với tại đây. Thôi thì cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ, hai con này giá 54 triệu cực kỳ mềm luôn. Hai con bò bự dần dần nha. Thấy nè. Thấy không? Đó. Nó lèn bò nó lùng mà nhưng mà nó có ngang dữ lắm cô chú anh chị. Rồi, trước mặt chúng ta hồi nãy là hai con bò kem với con bò ba bê cọp chú chú anh chị. Hai con cái ha, hai con cái kiểu mẫu nuôi của chú anh chị. Con này lứa bò 7 tháng rưỡi 8 tháng bò của chú anh chị con kem nè. Chiều cao đâu 1m21 bò con kem ha. Chân cả là hoàn thiện, không có bú bắp xe xuống lúng xuống luộc gì hết. Đây kem thấy lúng không, đây lúng có lúng mà hơi cạn ha chú anh chị, xương sống khá ha, kem mà đầu tụi lũ luôn nè cô chú anh chị ha, lông nó hơi xỏm chút, kem pháp trắng cô chú anh chị cực kỳ không, dai thì sái thì nó trộm hơn lên dai chút ha, dai đít nè hay dai luôn đó không, thẳng băng luôn nở ha. Em quay tầm xa cho cô chú thấy lỗ con bò nè.
đây đít nè, hoa to nha, nói hoa nè, tầm xa là cô chú vậy thấy không, hoa mỏ đỏ, hoa đỏ của chú vậy. Quay lại con bao bê cọp này thì chiều cao là khoảng 1m, 12 bò bao bê cọp tỏ gần 5 tháng, 5 tháng rưỡi bò hán chú vậy, chắc 5 tháng rưỡi bò lên là không dưới đâu chú vậy. À, qua đít nè, thắt thằng đít bao bê cọp không, hoa cũng to luôn hen, chân cẳng nè, đứng thẳng lẳng móng sò của chú chị thấy không, lúng mà lúng nghĩa mà dài ghê không của chú chị, ức bông ha. Đây ba quê sọc cọp nè, rồi đít nó nè, đe đe luôn ha chú chị, ba bê sái lưng nghiêm chỉnh nha. Đây đó, sái đầu nè thấy không, sái đầu sái lưng nghiêm chỉnh như chú chị. Đó, bò nghé thì nó khớp mỏ, nó ngứa mỏ thì chào chào ha. Hai bò này anh chú nhãn bán giá là 31 triệu. Đó thì cô chú anh chị ưng ý mua liên hệ cho em ha. Hai bò kiểu mẫu thì mua về nuôi gì được, giống sinh sản được là tốt nè. Đó, hai bò giá 31 triệu cực kỳ yêu thương. Hai bò con lứa, hai con bự hết trơn à, thấy không, con cao này có 1m2 bò đi lên này, con này cái 1m12 bò nó uống nù nè, bê bê nè, cực kỳ không. Đó thì cô chú chị em thấy ân ý mua hai bò này liên hệ cho em ha. Thì con kem này đít nó không bằng con bê cô chú chị ha. Đó bê nè, bê thì nó nhỏ tuổi hơn, nhỏ này tháng hơn, nó còn đít nè, cực kỳ lực không, hoa to nha, chứ không phải bê con này con hoa nhỏ đâu cô chú chị. F1 nghe, bê F1 nè. Đó thì nuôi giống sinh sản cực tốt, F1 thì đó. Cực kỳ không? Đó, hình ảnh này quay hai con nè ha. Quay tầm xa cho cô chú vậy thấy rõ hai con bò nè. Cực độc không? Dáng đứng thẳng lẳng hết ha. Đó. Thì cô chú anh chị ở gần xa muốn mua hai bò này là liên hệ em, giá là 31 triệu, cực kỳ thương luôn hết chú anh chị. Có hai bò chành nhành 31 triệu à, đó hai bò bự chờ bá luôn, đít nè, rơi hồn bò hết chú anh chị. Bây giờ hình ảnh mình vừa ca mới gửi lời hắn, thì cô chú anh chị thấy anh ấy mua liên hệ cho em. Lé đé bò, mấy bò lé đé luôn không, kỳ luôn, ba bê bông tập tạp ha. Để tiếp tục ghi ảnh như hôm nay em lên con đực ba bê chúng vậy, con này ba bê móc em chuẩn bị không phải ăn kem ha, đầu đầu ba bê nè, đó này ba bê móc ha, đực nha chúng vậy, con này F2 chân cản hoàn thiện, hổ bú xe xuống lún xuống luôn hết, anh chủ nhà anh bán con này ha, đực này nó đít dai nở đơn nè, nó bò tầm 6 tháng bò đi lên chúng vậy. Đít không? Thắt thằng hai chiều cao em có đo được làm khoảng 1m16 bò ha. Thả đoạn dài nó ú cực kỳ đúng không? Chân cẳng ha. Nè đầu nè. Con này thì 3B móc ha. Lưng nè, lưng dai, con chú vậy thấy lưng dai nở không? Đó. Thì con này anh chủ nhà bán giá là 2-3 triệu ha. Thì cô chú anh chị ai muốn mua liên hệ cho em, hoặc liên hệ chủ nhà em điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho thương lượng giá ha. À, chân cẳng móng mình cũng như thế không, cực kỳ không, móng sò hết ha. Đó, bò này tiêm ngừa vaccine đầy đủ hết rồi, tiêm da tiêm rồi cũng chị. Đó thì tầm xa quay là cô chú như thế không, quay tầm xa cho cô chú thấy rõ con bò ha. Đó con này thì luật pin bú nụ luôn. Đó, được giá chỉ là 2-3 triệu ha. Đó thì cô chú anh chị ai muốn mua liên hệ cho em, số thỏ để trên màn hình ha, chiều cao nhắc lại là 1m16 bò ha chú anh chị. Đó đít nè, cái đít nó phát thằng còn ú cực kỳ luôn chú anh chị. Đó ba bê móc ha, trong lưng nó nè thấy dữ dằn không. Đây bò là cỡ 6 tháng bò lên chứ không dưới ha chú chị, ăn uống là bình thường hết, mạnh bò ha. Thì cô chú chị em mua bò này dỗ béo là cực ngon luôn, bị mau lên luôn,
nuôi về Đà Mau lên nuôi mấy ao khác không chú chị, bò này nó uống sẵn rồi ha. Đó thì hình ảnh cũng gửi lại thì cô chú chị thấy mấy mua liên hệ cho em ha. Quay tầm xa nè, thấy cái đoạn bò ở đây là cực kỳ không. Đây chân cẳng quay lại kỹ là cho chị thấy là không có bú ép xe xuống lún cho luộc gì hết ha. Mấy bò này nuôi đầu màu khác dữ dằn luôn chú chị, gỗ éo là màu lên rồi. Giá chỉ là 23 triệu ha.